Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2024. Em đang có mặt tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Em vừa mới từ nghĩa trang Hòa Viên, tỉnh Bình Dương, mộ của bác Năm, có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ngày buổi trưa đó thì em có lên cùng với anh Tý và chị Trâm để thăm viếng mộ của bác Năm, và cũng như là cùng có đi cùng với anh Tý và chị Trâm phát thiện nguyện tại bệnh viện Thuận An của tỉnh Bình Dương. Giờ này thì Tài có mặt tại số 5 Đoàn Thị Điểm rồi cả nhà. Bây giờ 19 giờ 34 phút rồi ha. Lên đây để chia sẻ xoay quanh về câu chuyện sóng gió gia tộc và cũng như là câu chuyện của chị Hồng Loan đi Úc Châu, đi diễn, đi giao lưu gặp gỡ cùng với bà con, cô bác, cùng với anh hai, chị ba, anh hai Vũ Luân, chị ba Bình Tinh, anh Huy Sang, chị Mai Ca, anh Kim Tử Long, chị Trinh Trinh, đó. Và chị Ngọc Huyền, cô chú anh chị ơi, phải nói là đây là một cái đêm mà gọi là bùng cháy, bùng nổ và cháy vé luôn, phải kê thêm những cái bàn phụ mà nghệ sĩ Ngọc Huyền đã chia sẻ cả nhà. Một thông tin rất là vui, một tín hiệu rất là vui, ai cũng vui hết trơn cô chú anh chị. Thật sự mà nói là đây là một cái chương trình mà tới 3 show diễn, 3 đêm diễn, 3 nơi thì không có livestream được, do có thể là lý do là cái bản quyền của bên ban tổ chức hay là như thế nào đó thì không có livestream. Nhưng anh Sang cũng như là chị Ngọc Huyền, chị Ni cũng cố gắng xin phép ban tổ chức ghi hình từng phân đoạn giống như chị Loan hát gì đó, thì ghi hình từ xa để cho mọi người có thể thấy được cái giọng hát và cũng như thấy được cái sân khấu như thế nào. Đó là một cái tín hiệu rất là vui, bà con cô bác có thể nghe được chị Loan hát thì đó là vui hết sức là vui luôn cả nhà. Và phải nói là không biết có cái từ nào diễn tả được luôn, em xem mà em còn thấy vui cả nhà, mặc dù không có đứng ở gần sân khấu. Chắc chắn là đứng ở gần sân khấu là sẽ vui hơn và vui gấp nhiều lần nữa cả nhà. Nãy giờ em nói toàn là từ vui không ở nhà, bây giờ thì đại cục nó đã định rồi cả nhà, giống như là đã định rồi, cô chú anh chị mình thấy không, thắng thua đã rõ ràng rồi đúng không cả nhà. Yeah, thì đi hát ở bên nước ngoài thì cũng có lèo tèo vài người coi, và coi như thật sự mà nói, bây giờ không phải là nói khịa yeah mà để cho ảnh hưởng chị Hồng Loan đâu cả nhà, mà nói thật sự là như vậy, đại cuộc đã thắng thua đã rõ ràng rồi. Em còn nhớ có một cái video mà em đã từng chia sẻ của nghệ sĩ Ngọc Huyền nói với chị Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ, gọi chị Hồng Loan là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, phải nói là rất là thân thiết và nói rất là xúc động luôn cô chú anh chị. Chẳng qua là người ta không muốn lên mặt, người ta muốn không nói thôi, chứ ai cũng biết chị Hồng Loan là ai, không cần phải như không phải cần phải như ve là nói con ruột con nuôi các kiểu đâu ha. Bây giờ thì chị Hồng Loan đã đặt chân qua bên Úc và cũng như là đi theo cái bước chân của ba mình. Ngày xưa thì bác Năm cũng đã lần đầu tiên đi qua nước ngoài lưu diễn thì cũng là đất nước Úc. Hôm nay thì chị Hồng Loan lần đầu tiên ra nước ngoài cũng là nước Úc. Phải nói là một thông tin vui ha cả nhà. Chị Hồng Loan hôm nay thì biểu diễn một cái bài hát Tuổi Phận Đời Con của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh ha cả nhà. Của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh với cái bài Tuổi Phận Đời Con được gọi là bét lại, làm cái bét nhạc lại tông nữ cho chị Loan dễ hát hơn, và thay thế vào đó là thay vì 2 câu giọng cổ thì thành 4 câu giọng cổ. Phải nói là hôm nay là một cái đêm diễn thành công rực rỡ của chị Hồng Loan, có lẽ là tội nghiệp đã chọn, bác Năm đã phù hộ cho chị Hồng Loan đứng trên sân khấu chuyên nghiệp vững vàng hơn, không phải run, không phải sợ, rất là bản lĩnh luôn cô chú anh chị, rất là trao chuốt, rất là hay và ngọt ngào. Sau khi vừa giúp 4 câu giọng cổ thì khán giả ở dưới khán đài nhổ răng vỗ tay luôn cô chú anh chị. Chị Ni thì live stream, còn anh Sang cũng live stream, anh Sang Sòn đó cả nhà, anh cũng live stream mà thật sự là live lén nha cả nhà, và xin phép live ở một cái góc nào đó thôi chứ không phải là live toàn khung cảnh. Mà anh Sang đứng ở trong rung lắm cả nhà, rung là ở đây là sợ chị Loan rung, sợ chị Loan rung rồi quên lời rồi mất công lại ảnh hưởng đến cái buổi giao lưu gặp gỡ, nó không được trọn vẹn. Nhưng mà cuối cùng chị Hồng Loan đã làm được, nhờ cố nghệ sĩ đã luôn ủng hộ và cũng như là bảo vệ, lo lắng cũng như là giúp sức cho chị Loan có một sức mạnh gì đó đứng trên một cái sân khấu chuyên nghiệp. Là em thấy chị Loan là lên trên hát á, có đeo một cái khăn quàng cổ cả nhà. Lúc mà trước khi mà hát á, chị Hồng Loan có thắp hương cho tổ nghiệp, thì cô chú anh chị mình biết không là cái khăn tròn của bác Năm là màu trắng, hôm nay chị Hồng Loan lại đeo cái khăn tròn là màu hình như là bông bông á cô chú anh chị, màu bông bông đó, thì phải nói là rất là đẹp luôn, cũng là khăn tròn của bác Năm luôn ha. Đi đâu làm gì thì chị Hồng Loan cũng muốn ba mình phù hộ và là dõi theo cái bước chân của mình, chỉ từng ly từng tí ha cả nhà. Bác Năm thật sự đã hiển linh, bác Năm đã thật sự đã phù hộ cho chị Hồng Loan rồi cả nhà, đứng trên một cái sân khấu chuyên nghiệp như vậy là quá tuyệt vời rồi. Khán đài hầu như là đã hết vé, cháy vé, và thêm 10 cái bàn nữa để gọi là ngồi sát sang sát với nhau.
họ để xem chương trình ca nhạc cho thật sự rất là ấm cúng luôn cô chú anh chị. Em nhìn thấy được đâu đó qua một cái livestream, em thấy có những cô chú anh chị á, có những người khán giả rất là lớn tuổi rồi, đã ngồi xe lăn rồi, đi đứng khó khăn rồi, nhưng mà vẫn không ngại ngần đến sân khấu để ủng hộ chị Hồng Loan, ủng hộ anh Hai Vũ Luân, anh chị Ba Bình Tinh và tất cả các anh chị ca nghệ sĩ trong cái đêm nhạc hôm nay tại Úc Châu ha cả nhà, tại Sydney. Nó một cái chương trình và nó là quá tuyệt vời luôn. Và cũng theo cái lời của chị nghệ sĩ Ngọc Huyền thì em có chia sẻ lại với cô chú anh chị và các bạn như thế này. Chị Ngọc Huyền có chia sẻ trên cái live vào chiều hôm nay là lúc mà chị Ngọc Huyền hát đó thì có một người đã like dùm cho chị Ngọc Huyền trên trang Facebook của chị Ngọc Huyền. Chị nói rằng là từ trước giờ chị like ở Úc á, khi mà hát live ở Úc á, nếu mà nhiều người coi nhất á, là khoảng 1.000 mấy người coi thôi. Nhưng hôm nay đó là một cái kỷ lục, gọi là phá kỷ lục luôn, là 2.000-2.500 người coi cùng một lúc cả nhà. Nếu mà trường hợp like hoài, like xuyên suốt chương trình luôn thì chắc em nghĩ chắc có khoảng là 10.000 chứ không ít đâu cả nhà. 10.000 người coi cùng lúc luôn á, chứ em nghĩ là như vậy. Thì phải nói là chị Ngọc Huyền cũng rất là vui. Và chị Ngọc Huyền phải thốt lên rất là nhiều lần cái tiếng oh my god, nó phải thốt lên những cái tiếng như vậy luôn cả nhà. Vì vui mừng á, vì được bà con đón nhận, được bà con yêu thương khắp tất cả mọi miền đất nước, trong nước lẫn ngoài nước yêu thương ủng hộ qua cái live stream cũng như là trong cái sân khấu ở Sydney vào tối hôm nay, vào ngày 5 tháng 4. Phải nói là cái con số 5 đi gắn liền với chị Hồng Loan, con số 5 rất là may mắn của chú anh chị. Đi đâu cũng vậy, cái con số 5 luôn là đem lại sự may mắn cho chị Hồng Loan. Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 4 ha cả nhà. Nhà cũng số 5, cũng đứa có 5 con, bản số xe của bác Năm, chiếc xe đĩa bay đó, chiếc xe huyền thoại cũng là cộng lại cũng con số 5. À, shop Bun Bun cũng là số 5 đứng đầu ha cả nhà. Và bên cạnh đó shop gọi là cái shop mà gọi là ở quận 12 đó, shop mỹ phẩm cũng cộng lại là con số 5. Và ngày hôm nay là ngày 5 tháng 4 thì chị Hồng Loan cứ yên tâm ha, cứ lo diễn, cứ coi lo giao lưu gặp gỡ bà con cô bác ở Úc Châu. Phải nói là cho nó thật sự là thoải mái, tinh thần ha, thả lỏng ra, không có chuyện gì cả. Mọi việc ở nhà thì có anh Linh Tý lo rồi, chị Bích Trâm lo rồi, cô chú anh chị cứ yên tâm. Và có Thượng Phương Bảo Kiếm của Bắc Năm rồi, anh Linh Tý và chị Bích Trâm phải nói là hai chị rất là quý, rất là thương luôn cả nhà, luôn lo lắng, ủng hộ và bảo vệ chị Hồng Loan. Coi như là cái cuộc chiến này, cái cuộc sóng gió gia tộc này, thắng thua đã định, sự yêu thương thuộc dành phần thắng về Hồng Loan rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Từ trong nước đến ngoài nước ha. Sau khi chương trình Úc Châu diễn ra xong thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhau tại chương trình ở Tây Ninh. Em tin chắc rằng chương trình ở Tây Ninh sẽ bùng nổ nữa nè cả nhà, rất là bùng nổ luôn. Và tiếp theo là chương trình ở 30 tháng 4, sân khấu 30 tháng 4 có bác Linh Tâm, có anh Linh Tý, có ca sĩ Huy Sang và có chị Hồng Loan, đó, con của cố nghệ sĩ ha, Vũ Linh và ca sĩ Quách Tuấn Du cùng với lại nhóm Nhật Nguyệt, ba học trò của ca sĩ Quách Tuấn Du. Và đặc biệt có những cái chương trình, có những cái gọi là tiết mục đặc biệt tại sân khấu vào những giây phút cuối cùng, vào những giây phút mà gần kết thúc với cả nhà, ao đó, gọi là ao chương trình đó, thì có những cái chương trình đặc biệt dành tặng cho bà con cô bác mình ở Tây Ninh cũng như là ở sân khấu Trống Đồng. Cô chú anh chị mình cứ mua vé đi ha. Ở Tây Ninh đã bán vé rồi, ở Trống Đồng cũng bán vé rồi. Em cũng đã có up trên trang cá nhân của em, up trên YouTube á. Cô chú anh chị mình xem lại video và lấy số điện thoại, gọi điện thoại liền để mua những giá vé tốt nhất, những cái giá vé mà gọi là ngồi gần ở cả nhà để xem cho nó dễ ha. Thật sự sân khấu thì ngồi chỗ nào coi cũng được, nhưng mà ngồi gần thì mình thấy cận cảnh hơn, ngồi xa thì cũng thấy rõ nhưng mà nó hơi xa xíu chứ. Ở cái góc độ nào sân khấu người ta đã bố trí, người ta đã lắp đặt rồi, chắc chắn rằng là góc độ nào, cái góc nào cũng thấy rõ, góc nào cũng đẹp, góc nào cũng nghe được âm thanh rõ ràng. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Cách đây khoảng vài phút trước thì chị Bích Trâm có chia sẻ một cái thông tin như thế này nè cả nhà. Mặc dù chị Bích Trâm là có xem qua cái màn hình nhỏ, qua cái live, nhưng qua chiếc màn hình này á, thì một con bé nhỏ xíu thu gọn cả hàng triệu trái tim của người yêu thương, quá xứng đáng em à. Cứ như vậy phát huy nha em, ở nhà có anh chị lo dòm ngó dùm em rồi, hi hi. Sân khấu là thánh đường là phải vậy, chứ cũng đi nước ngoài mà chụp qua chụp lại nhìn có khoảng 4-5 người không giống ai ngượng sao ta. Đó, chị Bích Trâm thì cũng có những cái gọi là ẩn ý ha cả nhà. Sân khấu thánh đường ở đây với chị Hồng Loan, với anh Hai Vũ Lưng, chị Ba Bình Tinh đó, là không còn vé mà phải kê thêm những cái vé, cái ghế nữa để bà con ngồi san sát nhau cho nó có sự rất là ấm cúng.
Còn đối với ai kia thì chụp qua chụp lại, chụp tới chụp lui chỉ có được vài người thôi, và có những cái gọi là tặng quà mà lúi dúi vào tay hoặc lắp thập thò ở dưới bàn thì cô chú anh chị thì phải nói là nó ngượng ngượng sao á. Còn Hồng Loan thì cứ thoải mái vô tư, công khai minh bạch, bà con cô bác tặng nào là hiện kim, nào là bông hoa, nào là nói chung là tất cả những cái món quà mà cô chú anh chị yêu thương tặng rất là nhiều. Và trước khi chương trình diễn ra thì em đã thấy livestream có tặng quà rồi cô chú anh chị, có những cái chụp hình rồi, có những tấm hình lưu niệm rồi, có những cái ôm, những cái hôn, cái nắm tay, có những cái gọi là dặn dò, có những cái là động viên khích lệ tinh thần, hãy cố lên các kiểu ha cô chú anh chị. Đây mới xứng đáng là con của cố nghệ sĩ, đây mới xứng đáng là một cô công chúa của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hiện tại thì khán giả đang rất là cảm động, và cũng như là Hồng Loan đang hát mà cứ ngỡ đâu á là cố nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu cả nhà, với một cái chiếc khăn tròn, với một cái áo bà ba đơn giản thôi. Em nhớ không lầm á thì trước cái ngày diễn ở Việt Nam á thì chị Ni đã tặng cho chị Hồng Loan những chiếc áo bà ba đó, muốn mang lên trên mình chiếc áo bà ba là muốn nhớ về quê hương, đất nước của chúng ta. Một chiếc áo bà ba thật là thước tha khi khoác lên trên người của chị Hồng Loan, của chú anh chị nhìn nó hay và nhìn nó duyên dáng, và nó mọi người hay dùng cái từ gọi là thấy cưng đó cô chú anh chị. Nhìn Hồng Loan cái dáng của chị Hồng Loan nó nhỏ nhỏ, nó ngắn, nó lùng lùng, nó bé bé, nhìn gọi là mọi người hay gọi là thấy cưng đó. Qua cái cách cầm micro nè, qua cái cách luyến lấy nè, và qua cái cách tướng đi tướng đứng nè, và cách nói chuyện, mà đặc biệt nghe cô chú anh chị, em lại thích chị Hồng Loan một cách chân chắc mộc mạc thật thà. Mỗi lần mà chị Hồng Loan nói là có cái gì cũng có cái từ dậy nghe, dậy à nghe, khoái à nghe, thích à nghe, lần sau nghe. Còn cảm ơn cô chú anh chị nghe nó cái gì đó cô chú anh chị, lúc nào cũng có từ à nghe, hoặc là dậy chèn, chèn đét ơi, chèn hỡi gì đó cô chú anh chị. Dùng phải nói là dùng những cái từ mà thông dụng của vùng miền, vùng quê á, nhìn nó vui vui hài hài sao á, mà thấy cưng đó, gọi là thấy cưng đó cô chú anh chị. Phải nói là một đêm rất là bùng nổ ha, và cái đại cuộc coi như là thắng thua đã định, được sự yêu thương đã định được cô chú anh chị. Thôi thì video này thì em muốn chia sẻ cho cả nhà mình những cái thông tin vui ở bên Úc ha cả nhà. Bây giờ thì chúng ta là 8 giờ rồi, ở bên Úc thì có lẽ là 9, 10, 11, 12 giờ khuya rồi đó cô chú anh chị. Việt Nam 8 giờ, bên Úc là khoảng 12 giờ khuya. Tại vì đất nước Úc á, là đi trước chúng ta 4 tiếng đồng hồ ha. Chúng ta là 8 giờ tối rồi, thì bên Úc là chắc chắn là 12 giờ khuya ha cô chú anh chị. Cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, yêu thương, ủng hộ Tài. Và bây giờ thì em xin phép ha, tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo. Có thông tin gì mới thì em sẽ liên tục cập nhật và gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn cả nhà mình ạ.